Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau khi thẳng tay đấm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc sang xoa dịu. Ngày 12 tháng 10, VOA tiếng Việt bình luận, Thủ tướng Trung Quốc thăm Việt Nam là vừa đấm vừa xoa sau khi bị lên án về hành hung ngư dân. Theo đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực vừa xoa dịu vừa gây áp lực với Hà Nội sau khi Việt Nam lên tiếng gây gắt về hành động bạo lực của Trung Quốc đối với người dân giữa những căng thẳng ở Biển Đông, theo nhận định của giới quan sát. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, từ khi Hà Nội lên tiếng ngày 2 tháng 10 về vụ ngư dân bị phía Trung Quốc tấn công, đến nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức. Tuy nhiên, trang Global Times, cơ quan ngôn luận quốc tế của chính quyền Trung Quốc ngày 5 tháng 10, đăng phóng sự nói rằng các hình ảnh và thông tin mà tờ báo này có được cho thấy Nhà chức trách Trung Quốc đã chặn, bắt, kiểm tra và trục xuất một tàu Việt Nam xâm nhập trái phép vùng biển gần quần đảo Tây Sa của Trung Quốc ngày 29 tháng 9. Công việc được tiến hành một cách có kiềm chế và hoàn toàn phù hợp với pháp luật. Tây Sa là tên gọi của chính quyền Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa. Theo VOA, đồng thanh cùng Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu cũng lên tiếng phản đối các hành xử của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam. VOA dẫn ý kiến của ông Lê Anh Hùng, cựu tù nhân Lương Tâm nói rằng, từ trước tới nay, Trung Quốc luôn có thái độ vừa đánh vừa so với Việt Nam. Mỗi khi Việt Nam tỏ thái độ cứng rắn, thì họ lại buông và tỏ ra nhũng nhặn. Chuyến thăm này của Thủ tướng Lý Cường tới Việt Nam chỉ diễn ra vài ngày sau khi cả Mỹ, châu Âu lên án hành động thô bạo của Trung Quốc trên Biển Đông, thẳng tay đánh đập các ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa. Và đây là hình các ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công. Tương tự, VOA dẫn nhận xét của nhà quan sát Nguyễn Hoàng Hải từ Bỉ cho rằng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường có lẽ sang Hà Nội làm hòa, nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, cùng chế độ toàn trị của đảng Cộng sản. Cốt để Việt Nam đừng la toán lên nữa, có gì thì hàng xóm láng giềng bảo nhau. Ông Lê Anh Hùng dự báo, chuyến thăm này có lẽ là sẽ cụ thể hóa những cam kết mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc trong chuyến thăm hồi năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. VOA dẫn lời tiến sĩ Chen Hamping thuộc Đại học Công nghệ Chiết Giang Trung Quốc loan tải trên báo chí Việt Nam. Theo đó, ông Lý từng giữ các chức vụ quan trọng ở một số khu vực phát triển của Trung Quốc như Giang Tô, Thượng Hải, đồng thời có nhiều kinh nghiệm về phát triển kinh tế nên có thể chia sẻ những kinh nghiệm này với các đối tác Việt Nam, từ đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. VOA cũng cho biết giới quan sát cho rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm có vẻ như sẽ đưa đất nước gần đến Mỹ và phương Tây hơn. Điều này có thể khiến Bắc Kinh phải dè chừng và muốn kéo Hà Nội gần về phía họ. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý cũng nhằm mục đích đó. VOA cũng dẫn ý kiến của nhà phân tích Nguyễn Khắc Giang thuộc một vị nghiên cứu ở Singapore nói với kênh Channel News Asia ngày 11 tháng 10 rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Lý có ý nghĩa quan trọng khi hai đảng Cộng sản tăng cường quan hệ mật thiết với nhau. Ông Giang cho rằng, việc Hà Nội chính thức lên tiếng công khai trước quốc tế về vụ Trung Quốc đánh ngư dân vừa qua là một điều đáng lưu ý. Về vấn đề Biển Đông, vẫn theo VOA, ông Lý đã đề cập khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN e Cộng 3 lần thứ 27 do Lào Đăng Cai tổ chức. Tại hội nghị này ngày 10 tháng 10, ông Lý mô tả Biển Đông là ngôi nhà chung và rằng Trung Quốc có nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền của mình và đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài ám chỉ Hoa Kỳ đã gây ra căng thẳng giữa các quốc gia tranh chấp lãnh hải quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin sau khi thẳng tay đấm Việt Nam Thủ tướng Trung Quốc sang xoa dịu xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nghệ thuật đu dây của Tô Lâm. Ngày 10 tháng 10, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Abuza, giảng viên tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington. Bài viết có tựa đề: Ông Tô Lâm trình diễn nghệ thuật cân bằng đu dây của Việt Nam khi ra mắt thế giới. Tác giả nhận xét, lãnh đạo tối cao mới của Hà Nội thận trọng quản lý các mối quan hệ với Mỹ, Nga và Trung Quốc. Hiện vẫn chưa có sự sắp xếp lại chính sách đối ngoại của Việt Nam và cũng sẽ không có điều đó. Tác giả cho biết, chính sách đối ngoại của Việt Nam được Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra và đã được đưa vào sách trắng quốc phòng năm 2019. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Theo đó, tùy diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp với các quốc gia khác. Quan trọng hơn, chính sách ngoại giao không liên minh, liên kết của Việt Nam đã tỏ ra rất hữu ích và các nhà lãnh đạo Việt Nam là các bậc thầy về nghệ thuật giữ thế cân bằng đu dây. Tác giả đề cập đến những chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khác và cho rằng tất cả đều tuân thủ theo một khuôn mẫu đã có từ lâu. Theo thông lệ đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời những chuyến đi này đã thể hiện rõ chính sách ngoại giao không liên minh, liên kết của Việt Nam. Tác giả cũng cho rằng những phát biểu của ông Tô Lâm tại New York không có gì mới mà lặp lại các luận điểm ngoại giao với các ngôn từ, khẩu ngữ quen thuộc của giới lãnh đạo Việt Nam. Các bài phát biểu này không có gì mới, xét ở khía cạnh đề xuất chính sách cũng không báo hiệu về một làn sóng mới nào về tự do hóa hay đổi mới kinh tế của Hà Nội. Và đây là hình cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và ông Biden ngày 25 tháng 9. Tác giả nhắc đến việc ông Tô Lâm đã hối thúc Mỹ cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam trong cuộc hội đàm ngắn với Tổng thống Joe Biden bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và theo ông, Việt Nam đã ngây thơ khi nghĩ rằng quy chế này có thể được trao trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Tác giả đánh giá, có lẽ cuộc gặp quan trọng nhất của ông Tô Lâm ở New York là cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Mặc dù Việt Nam tuyên bố duy trì chính sách đối ngoại trung lập, nhưng chính sách của nước này đối với Ukraine lại vô cùng tồi. Việt Nam đã tiếp tục hợp tác với Nga ở cấp cao nhất, tiếp đón Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Dmitry Medvedev vào tháng 3 năm 2023 và Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 năm nay. Tác giả bình luận, Việt Nam đã tự đẩy mình vào ngõ cục vì ông Putin tiếp tục khẳng định rằng Ukraine là một phần lãnh thổ của Nga. Điều này đặt ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho Việt Nam vì từng là một tỉnh của Trung Quốc trong hơn 1.000 năm. Và đây là hình Tổng bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Mặt khác, tác giả nhận định dù có một số gặp gỡ quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, nhưng ông Tô Lâm đã không đạt được thỏa thuận đầu tư lớn nào. Tuy nhiên, thay vì hướng tới tương lai và thăm thung lũng Silicon hay một trung tâm công nghệ cao nào khác để gặp gỡ với các nhà đầu tư, ông Tô Lâm đã chọn đi thăm chính thức Cuba, một hoài niệm đối với quá khứ cộng sản. Tác giả phân tích, xét về kinh tế, chuyến thăm Hanava là không hợp lý bởi kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cuba chỉ ở mức 155 triệu đô la Mỹ, nhưng chuyến đi này quan trọng với Việt Nam một phần đây là một sự trấn an về mặt ngoại giao của hà nội đối với trung quốc là câu trả lời cho những nhắc nhở thường xuyên của bắc kinh về việc kiên định đối với chủ nghĩa xã hội vẫn theo tác giả có vẻ như ông lâm đang tận dụng tối đa các chuyến công du nước ngoài nhưng ông cũng đang đưa ra tín hiệu rằng việt nam vẫn duy trì chính sách đối ngoại không liên minh liên kết ngay cả khi các hành động gây hấn của trung quốc ở biển đông xứng đáng nhận được những hồi đáp mạnh mẽ và thẳng thừng hơn từ hà nội Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Nghệ thuật đu dây của Tô Lâm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.